Tổng thống Omar tới đây để hàn gắn những vết thương lịch sử và gắn kết tình hữu nghị tưởng như một thời không thể có được. Cuộc chiến tranh đã giết chết hàng triệu người Việt và gần 60.000 quân nhân Mỹ, và cái nhìn khác biệt về lý tưởng không còn là trở ngại. Ông Obama bắt tay Chủ tịch Nhà nước Việt Nam trước tượng ông Hồ Chí Minh, người từng là biểu tượng của kháng chiến chống lại sức mạnh của Hoa Kỳ. Thế nhưng chính thế lực mới nổi hiện nay của nước láng giềng Trung Quốc đã đẩy các cựu thù đến với nhau. Và ông Obama đã tuyên bố bỏ lệnh cấm vận vũ khí từ lâu nay. Tôi cũng có thể tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tháo bỏ hoàn toàn việc cấm bán trang thiết bị quân sự cho Việt Nam, vốn áp dụng gần 50 năm qua. Cũng như với các đối tác quốc phòng khác của chúng tôi, các thương vụ sẽ vẫn phải đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ, bao gồm các yêu cầu liên quan tới nhân quyền. Nhưng thay đổi này sẽ bảo đảm Việt Nam có thể tiếp cận với các trang bị cần để tự vệ và xóa bỏ dấu tích vẫn còn ám ảnh của cuộc chiến tranh lạnh. Tháo bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí, Tổng thống Obama không chỉ tháo bỏ những tàn dư cuối cùng cuộc chiến Việt Nam tại đất nước này, nó còn cho thấy tại khu vực rất đa dạng và dễ bị ảnh hưởng này thì những quan ngại xưa nay về nhân quyền và dân chủ đã bị vượt qua bởi nhu cầu chiến lược và thương mại cần xây dựng quan hệ đối tác mới, cho dù đó là với một nhà nước cộng sản độc tài như Việt Nam. Sự hiện diện quân sự gia tăng của Trung Quốc tại các hòn đảo mà Việt Nam cùng một số nước khác trong vùng cũng tuyên bố chủ quyền đã gây ra lo sợ đối với những tham vọng này. Họ hy vọng sự hiện diện tăng cường của Hoa Kỳ tại khu vực sẽ kiềm chế quyền lực của Trung Quốc. Với số dân trên 90 triệu người, Việt Nam đang chờ đợi các cơ hội được đem lại từ thương mại với Hoa Kỳ. Tăng trưởng tại nước này được thúc đẩy nhờ xuất khẩu, mà phần nhiều số này là xuất khẩu sang Mỹ. Nay, trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Obama hy vọng nền tảng mà ông tạo dựng bằng chính sách ngoại giao tại châu Á sẽ tồn tại kể cả khi có thay đổi chính quyền tại Washington vào năm tới. Ông nói ở đây Hoa Kỳ phải nhìn tới tương lai, chứ không nhìn lại quá khứ.